cảm ơn Chúa cho chúng con có cơ hội để nói lời cảm tạ Ngài trong suốt năm qua. Trong suốt năm qua là năm dịch bệnh, không những tiên tệ trên đất nước Mỹ này mà trên toàn thế giới. Cả gia đình chúng tôi ở cái khu vực mà kế bên là người nhiễm Covid-19, mà chúng tôi cũng trong điều kiện sống rất là gần với họ. Mà cảm ơn Chúa, chúng tôi không hề bị hề hấn gì hết. Chỉ có Chúa mới có thể là bảo vệ được chúng tôi trước những dịch lệ này. Chúng tôi hết lòng, hết sức cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa đã cho chúng tôi để có cái cảm nhận đó. Qua cái mùa tạ ơn năm nay, chúng con một lần nữa cảm tạ Ngài. Cảm tạ Ngài đã ban cho chúng con một sức khỏe tốt, ban cho chúng con một cơ hội tốt để chúng con nói về Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Cảm tạ Chúa vì trong năm vừa qua Chúa có gìn giữ chúng con trong sự bình an của Chúa. Ngày 22 tháng 4 năm 2020 thì có một cái tai nạn xảy ra, đó là một cái tai nạn về giao thông, và chiếc xe thì nó bị hư, là coi như là total loss. Nhưng mà tôi thì cũng không có bị gì hết, và Chúa bảo vệ gìn giữ, và Chúa cũng cho một chiếc xe khác. Thì thay vì chiếc xe 2006 mà Chúa cho chiếc xe 2018, thì công việc làm cũng Chúa cho có nhiều công việc làm để mình cảm thấy là có Chúa chúc phước và sự bình an, và cuối cùng chúng con cũng có chỗ thờ phượng mới nữa. Tất cả mọi sự đều tốt đẹp, tình yêu của Chúa đã dành cho anh. Cảm tạ Chúa cho một năm 2021 này được tình yêu thương của Chúa bao phủ gia đình của Thi cũng như Vân. Rất cảm ơn Chúa vì Chúa đã giữ gìn trong những từ công ăn chuyện làm cho tới con cái trong gia đình, mọi sự được bình an. Tuy bên ngoài có nhiều sóng gió, nhưng mà đối với gia đình của Thi, một gia đình con cái của Chúa, thì mình tin lúc nào Chúa cũng bao phủ mình, và mình cũng được rất là mãn nguyện trong cái năm nay vì mọi sự được bình an và con cái được khỏe mạnh. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Con cảm ơn Chúa vì cái đầu tiên mà con muốn nói tạ ơn Chúa là Ngài đã tha thứ tội lỗi cho con, Ngài đã ban con một của Ngài. Đáng lẽ con phải bị chết mất, nhưng mà Chúa Giêsu đã chết thay cho con rồi. Con cảm ơn Chúa, cái điều đó là lớn lắm trong cuộc đời của con đến với Chúa. Mình trong những năm vừa qua thì cũng có nhiều biến cố xảy ra, nhất là dịch lệ, nhưng mà cảm ơn Chúa Ngài cũng đã gìn giữ gia đình con. Rồi chồng con cũng có bệnh hoạn cũng nhiều đó, những ngày anh ở trong bệnh viện đó anh không có mở mắt ra được. Rồi hội thánh cũng cầu nguyện cho, rồi có nhiều anh chị em cũng gọi tới thăm ngay trong bệnh viện qua cái phát thai đó, nhưng mà anh cũng không mở mắt ra được. Rồi tới chừng mục sư với lại các anh chị em hiệp nhau kiên ăn cầu nguyện, tôi kiên ăn cầu nguyện, thì Chúa cũng đã chữa lành cho anh, cho anh mở mắt ra được. Rồi bây giờ anh đã phục hồi, không có, mặc dù chưa có trọn vẹn vì anh cũng phải đi lọc thận, thì nhưng mà bây giờ anh đi tới đi lui trong nhà cũng được. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Trong đời sống thì Chúa ban cho có sự bình an, mặc dù trong gia đình thì cũng có nhiều cái vấn đề như con cái rồi bệnh tật của chồng con, nhưng mà cảm ơn Chúa Ngài luôn ban cho con có sự bình an để con đặt trọn cái lòng tin nơi Chúa, vì tin rằng con phó thác cho Ngài thì Ngài sẽ làm thành những điều mà con trông cậy nơi Ngài. Happy Thanksgiving 2021. I would like to thank God this year for our family good health and peace throughout the pandemic. I also would like to thank for my extended family, which is our church sister and brothers here, and the pastors that we are dedicated to serve Christ. Especially our worship team this year, we have newly added members, and many of them are so dedicated and loving Christ, and I'm just so proud to be a part of the team. And I also thank God to let me find my new gifted in musical skill, that I can be able to play the keyboard to serve God and to
enable my voice to sing, to worship and glorify God. I just pray that God will bless all of us in the next happy 2022. And happy Thanksgiving, everyone. Cảm tạ ơn Chúa. Năm nay tôi gần 80 tuổi. 80 tuổi nhưng mà Chúa cho tôi có nhiều sức khỏe. Không có bệnh hoạn. Mấy năm nay không có bệnh hoạn gì hết. Cũng như tim á, là tôi đã mổ, đã thông tim mấy chục năm rồi mà giờ tim vẫn bình thường. Máu cao, tiểu đường, đi bác sĩ ngãi nói không có gì hết, khỏe. Tôi cũng cảm ơn Chúa. Cũng như nhờ Chúa mà tôi được có sức khỏe ngày hôm nay, gần 80 tuổi mà vẫn khỏe mạnh, không mắc bệnh gì, Covid cô gì hết. Tôi cảm tạ ơn Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa là năm từ bắt đầu cái mùa Covid tới đến năm bắt đầu là năm 2020 là đến cho năm 2021. Cảm tạ ơn Chúa là trong lúc đó thì ai cũng đều có sự sợ sệt đến với cái bệnh của Covid. Mà tôi cảm ơn Chúa là tôi lấy cái đức tin mà tôi chỉ cầu nguyện đến Chúa, mà Chúa làm việc trên đời sống của tôi, có một cái đức tin rất là mạnh mẽ. Dầu những ngày tháng mà chưa có cái Covid xảy ra, hay bị cảm cúm hay là này đủ thứ hết, nhưng mà bắt đầu bước vào cái mùa năm 2020 Covid nó đến đó thì tôi năm đó tôi không có chích ngừa flu nữa. Tôi quyết định tôi không chích, tôi đi theo cái tin của Chúa mà cảm ơn Chúa. Chúa cho trong thời gian đó mà Chúa cho tới kéo dài tới năm 2021 cho đến bây giờ thì tôi không có một cái bệnh tật gì mà để nó bước vào đời sống của tôi. Mà cảm ơn Chúa, bởi vì tôi vâng phục Chúa mà tôi cũng đọc Kinh Thánh, làm theo ý của Ngài và cứ cầu nguyện đến với Chúa mà Chúa tất cả mọi bệnh tật nó không có chế ngự vào trong cái đời sống của tôi. Tôi cảm tạ ơn Chúa rất là nhiều. Thank you God for the church. Thank you God for the revival coming last October in Texas. And it was fun worshiping, hearing people worshiping, dancing, and all. And lots of fun. Thank you God. I'm thankful that God is changing my life right now, because regardless of how or where God's work on me is, I know that for a certainty that it will end in the favor of God. Because God tells us that everything ends in His favor and all things are meant for the well-being of those who follow Him. That's why I thank God. For this year, I feel like everything has been changing for me. I've been growing. And I had help from the church and my friend John. And I know for the past couple of years, people have been getting COVID. And I pray for them to get better, and for no one else to get it, and for it to not spread anymore. And I'm really grateful for, you know, for having God to protect me during these years. Thank you so much, God. We love you and we want to be with you. I want to thank God so much for the family that God put in my life, that our church is my family and it's going to be Bao's family someday. And thank you, God. I love you and I want to be with you in heaven. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.